Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Tiếp tục video là căng đông đo đếm cái tấm pin 405W lắp điều hướng bên kia đó anh em, cái tấm bự ha. Đó thì hôm nay tôi sẽ đo trước sạc nha anh em. Thì lúc trước á, cách nay á, chắc vài tuần á, tôi có làm một cái video căng đông đo đếm nhưng mà đo sau sạc. Nhưng có nhiều anh em á, yêu cầu tôi phải đo trước sạc ha. Đó, đo trước sạc. Thực tế ra cái tấm pin này nó tạo ra bao nhiêu kilowatt điện nha anh em. Đó thì hôm nay đây là pin điều hướng nha. Anh em á, xem video đừng có tua nhanh qua nha anh em. Tại vì cái pin điều hướng nó khác với cái pin lắp cố định trên mái nhà hoặc là lắp áp mái trên mái nhà, nên anh em mà muốn tìm hiểu những cái hiệu suất mà pin điều hướng á theo từng giờ, chẳng hạn như 7 8 giờ, 9 giờ, 12 giờ hoặc là 3 4 giờ chiều á, thì tôi có quay khúc tôi ghép vô cái video này ha. Đó thì tôi sẽ cố gắng làm ngắn. Đó, trong quá trình làm cái video tôi mất rất là nhiều thời gian, nhưng mà tầm cái video có chừng 15-20 phút trở lại thôi. Đó, thì anh em cố gắng xem ha, đừng có bỏ qua hoặc là tua nhanh ngay khúc giữa, rất là hữu ích nha anh em. Đó, anh em muốn tìm hiểu cái hiệu suất của pin điều hướng mà từng giờ đó, đó những ngay cái khúc giữa đó anh em, mà thì anh em để xem và anh em so sánh sang, nếu mà anh em chẳng hạn như lắp về trong quách pin đó, đó thì cái hiệu suất nó như thế nào, nó khác biệt với anh em như thế nào, thì anh em xem qua đừng có tua nhanh ha. Đó thì sáng hôm nay đây nè, phía đông mặt trời đã lú lên ha anh em. Đó cũng có mây, nhưng mà thế nào thì tầm 7-8 giờ 8-9 giờ thì cái thời tiết như thế nào tôi sẽ nói trong video này. Rồi tôi sẽ đi vào bên trong luôn. Thì đây anh em ạ, đó để tôi bật đèn nè. Đây thì cái đồng hồ đây nè anh em ạ, đây là điện áp của pin nha. Đây là điện áp của pin 36V nha. Tại vì tôi đo trước cái sạc trước cái con này, thì lúc trước tôi đã đo sau cái con này nha. Nhưng hôm nay tôi đã đo trước cái con này, thì đây để tôi nói sơ qua. Đây là cái cộng dây âm của dương ha. Dây âm, còn cái này là cộng dây dương của cái đường pin đi xuống này anh em, đường pin đi xuống. Thì đây nè, cái cầu dao tôi tháo ra rồi. Tôi sẽ bắt vào cái trợ xung của cái cộng dây âm ha. Đó. Đó, tôi bắt vào cái cộng dây âm trợ xung mới đi vào đây. Còn cái cộng dây dương nè thì tôi mới cấp nguồn. Đó tôi cũng sẽ, đây nè, tôi cấp nguồn cho cái con đồng hồ này nha. Tại cái con đồng hồ này nó cũng phải cấp nguồn cho nó. Thì tôi cấp luôn cái nguồn pin chứ không phải là cấp bên cái nguồn ắc quy nha anh em. Nếu mà cấp bên cái nguồn ắc quy là nó đo sai ha. Đó thì đo đầu nào, tôi cấp luôn bên cái đường pin ha. Đó, nó không có liên quan gì tới con này. Hôm nay là đo cái công suất của tấm pin. Đó. Nên cái tấm pin nó tạo ra bao nhiêu kilowatt điện nó sẽ lưu về bên đây ha. Đó thì tổng kết hôm nay cái tấm pin này nó sản sinh ra bao nhiêu thì cuối video sẽ có kết quả ha. Lúc trước thì tôi đo sau cái con này, thì sau khi cái con này nó ăn uống rồi á, nó ăn hết rồi á, thì còn dư thừa ra bao nhiêu nó mới nhả ra, nó nạp vào cái pin này. Đó là cái số lượng tôi thu được là tầm là 2,8 kg điện. Tôi đã có một video căng đông đo đếm rồi. Còn hôm nay á thì làm theo yêu cầu của anh em yêu cầu đo trước cái con này, đo trước sạc và đo cái công suất thực của tấm pin đi xuống thì nó tạo ra được bao nhiêu ha. Rồi. Kém 15 phút nó 7 giờ thì bây giờ có hửng nắng lên á thì cái công suất tấm pin nó lên 185W đây anh em à. Đó tầm 86W dòng đây nè, điện áp của pin nè ha. 38V đó. Nè. Cái ánh nắng là sáng nó rọi vô đây nè anh em. Nó rọi vô nhà ha. Đó thì cái pin điều hướng á thì anh em thấy ha. Sáng á chưa được 7 giờ tầm 6 giờ rưỡi thôi là cái hiệu suất pin á nó rất là tốt nha anh em. Đây nè anh em thấy à, lên là 200W luôn ha. Đó. Kém 15 phút nữa 7 giờ ha, bóng nắng vô đây, nhưng mà anh em thấy à, cái số này nó thu là 50% rồi. Đó, hiệu suất là 50% rồi ha. Bây giờ là kém 15 phút nữa là 8 giờ sáng nha anh em. Đó, thì từ sáng giờ thu được bao nhiêu đây đây. Thì cái tấm pin bây giờ, cái công suất nó tạo ra là tầm là 300W nè. Vậy là bây giờ chưa được 8 giờ nha anh em. Chưa được 8 giờ mà nó, cái công suất này là 75%. Sáng 7 giờ 45 thì cái hiệu suất của pin nó đạt được là 75% nha. Đó. Nếu mà tấm pin 405W, 200W thì 50% ha, 300W thì 75%, 400W hay 405W thì 100%. Đó, đây là điện áp của pin anh em, đây là cái dòng của tấm pin. Sáng giờ đây nó chạy qua cái đồng hồ này là 234W rồi. Đó.
Đây là cái dòng pin hệ 12V 600W pin bây giờ được 30A nè, chỉ có mới sáng thôi. Hôm nay nắng rất tốt anh em. Đó. Đây nè, đó thì anh em thấy là mặt trời vừa rời khỏi chân trời thôi, hơn 7 giờ thôi. Đó. Hơn 7 giờ thôi, chưa được 8 giờ. Thì anh em thấy ha, cái pin điều hướng anh em thấy cái hiệu suất thế nào? Bây giờ nó đạt là trên 75% hết rồi. Đó. Nên cái pin điều hướng này sáng yêu cầu gặp ánh nắng cái là thu điện rồi. Còn nếu mà anh em lắp cố định trên mái nhà tầm 8 giờ trở đi mới có điện nha anh em. 8 giờ 15 nha anh em. Đó, 8 giờ 15 mà anh em thấy là nó lên là 330W trên 405W pin. Đó, dòng 9A nè. Đó, sáng giờ thu được bao nhiêu đây? Đây là điện áp của pin nha anh em. Còn bên hệ 12V 600W pin thì bây giờ nó 33.1A cái dòng đó. Chỉ có 8 giờ 15 thôi nha anh em. Nắng đây bên ngoài rất là tốt nè anh em. Đó. Lúc 9 giờ 5 sáng nha anh em. Đó thì đây cái hiệu suất của tấm pin đây. 345W trên 405W pin, dòng bây giờ đây, dòng 9.8A nha, điện áp của pin 35.1V. Đó thì từ sáng giờ thu tấm pin nó tạo ra là được 684W đó. Nắng rất to anh em à, không có miếng gió nào. Đó, để xem bên cái 12 thì đây, bây giờ là dòng nó 35.7A. Bây giờ là 10 giờ 5 nha anh em. Đó thì đây từ sáng giờ cái tấm pin 405W nó tạo ra là 1022W điện rồi. Bây giờ đây cái công suất tấm pin đây, đó anh em thấy nó đều không. Đó, còn bên cái hệ 12 nè, dòng bây giờ nó 39.5 nè anh em. Đó, bên đây nè, cũng nó muốn đạt gần 100, trên 90% rồi. 384W coi như là 405W, coi như là 405W thì nó đạt là 100%. Đó, dòng đây, điện áp của tấm pin. Đó, nắng thì rất to nha anh em. Đó, cũng có mây trắng nhưng mà không đáng kể, nắng nóng lắm. Bây giờ là 12 giờ đúng nha anh em. Đây thì đây là điện áp tấm pin nè. Đây là dòng tấm pin nè. Đó, đây là công suất watt của tấm pin nè. Đó, thì từ sáng giờ tấm pin nó đã tạo ra là 1655W giờ rồi đó anh em à. Đó. Thì tại sao mà cái lúc mà 8 9 giờ sáng anh em thấy cái tấm 405W pin nó lên nhầm khi là 380 mấy W, nhưng bây giờ là nó đã đạt đỉnh nha, cái hiệu suất tốt nhất nha. Nhưng mà nó lại tụt xuống chỉ còn có 350 thôi. Đây nè anh em thấy nè, cái thời tiết nó nắng nè. Đó, nó nắng rất là nóng anh em mà, nắng rất là to. Nắng không có gió luôn em mà, nắng trong xanh trời luôn nè, anh em thấy cái bầu trời trong xanh không? Đây nè, để tôi quay mặt trời cho anh em xem luôn nè. Đó, anh em thấy không? Đó, thì cái pin mono này á, thì nắng càng nắng chừng nào á, thì nó càng giảm đi cái hiệu suất. Đó, đó anh em thì chứng tỏ anh em thấy đó ha. Tại sao cái lúc sáng á, đáng lẽ cái lúc sáng á, thì nắng nó không có mạnh, thì đáng lẽ là cái công suất nó phải yếu đi đúng không? Nhưng mà nó lại cái công suất nó rất là cao, nó đạt hiệu suất rất là tốt. Hiện bây giờ á, là pin anh ấy thẳng đứng rồi. Đó, đáng lẽ cái giờ này là cái hiệu suất pin tuyệt vời nhất ha. Đó, thì cái pin mono nó là vậy đó anh em. Đó, nếu mà gặp mặt cái thời tiết mà nắng tốt kiểu này anh em, gặp mặt cái pin poly á, đó thì rất là tuyệt vời đó anh em. Đó, nắng tốt chỉ như này thôi. Thì ở đây nè anh em, đây nè anh em thấy nhiệt độ nó 37 độ C nè anh em, nhiệt độ môi trường 37 độ C nè. Bên đây thì cái hệ 12V nó bây giờ cái dòng nó nè 36.2A ha, 600W pin điều hướng đây. Còn cái này thì đó, thông số đây, đây là đo tấm pin nha anh em, điện áp tấm pin nè, cái dòng tấm pin nè, cái A nè, công suất tấm pin nè. Còn cái này cái số từ sáng giờ nó tạo ra được bao nhiêu đây để điện này nè, 6 tiếng đồng hồ nha anh em.
Đó, thì có thể là 6 tiếng nữa từ đây tới chiều á, có thể là nó tạo ra cũng bằng cái số này, là tầm tầm chắc đâu khoảng 3.000 mấy đó anh em, 3.300 đó ha. Tại vì từ sáng giờ á là 6 tiếng rồi, 6 tiếng mà thì trên 1.600 rồi, thì bây giờ tới chiều là 6 tiếng nữa thì nó cũng tầm là khoảng chừng cái số này nữa đó anh em, là vậy, đoán đoán là vậy ha anh em, là cái tấm pin 405W đó. Bây giờ á, là 1:30 nha anh em. Đó thì đây, điện áp của pin, dòng của pin, công suất pin là 350W trên 405W, thì từ sáng giờ pin nó đã tạo ra được 2170W. Pin hệ 12 thì bây giờ anh em à, cái dòng nó là 35.5 ha. Cái lúc mà 1:30 là nắng anh em thấy không? Bóng pin nắng gắt luôn anh em à. Đó. Mặt trời nè anh em. Đó, anh em thấy không? Nắng nóng luôn, nắng không có gió mà. Anh em thấy cái đọt cây kìa. Không có đu đưa gì hết á. Nắng lắm, nắng nóng lắm anh em Bây à. giờ là 3:20 chiều nha anh em. Đó thì cho anh em xem đây nè. Đây là điện áp của pin nha anh em, dòng của pin, và đây là công suất của pin, bây giờ là 330W trên 405W pin. Thì từ hồi sáng giờ á, cái tấm pin 405W này nó tạo ra là 2836W điện rồi anh em à. Đó. Bên hệ 24 đang chạy hai cái tủ lạnh. Đó thì chạy xen kẽ, bên hệ 12 thì nó đã no ói điện rồi anh em à. Đây nè. Anh em thấy nè, bên cái ảnh giao diện của mình đó anh em, mà nó lên 99% mà đây là dòng nó cái nhấp nháy nháy nó hạ. Đây nè, cái điện áp tôi chọn sạc nè, cái điện áp bây giờ nó mát, nó lên đến 10 15.1V rồi, nó đã ói điện cái hệ này rồi. Nếu mà giờ bên cái hệ này tôi chuyển qua hệ này thì điện này nó nhảy lên 30V, nó cũng ói điện luôn. Nói chung thì tầm này là riêng là cái bộ điện đang chạy cũng hai cái tủ lạnh, nói chung là cũng chạy quạt này kia sử dụng tùm lum, nhưng mà với cái miền Nam mà thời tiết nắng tốt như thế này thì không biết xài ngã nào cho hết, đối với tầm tầm khoảng 1.000W pin điều hướng thôi anh em à. Đó thì 3:15 chiều rồi, anh em thấy cái bầu trời không, đây mặt trời nè, đó pin điều hướng nè, đó anh em xem nắng nè, để tôi quay dưới đất cho anh em xem nè, đó nắng như đổ lửa luôn anh em à. 5 giờ tầm tầm 5 giờ mấy rồi thì cũng vẫn còn cái pin điều hướng này, nó còn cái hiệu suất rất là cao đó. Ở đây thì tầm khoảng chừng chắc 4-5 giờ gì tôi vô tôi quay nữa. Tại giờ tôi cũng mặc bận công chuyện rồi. Tôi cũng mới vừa trộn xong một đụng hồ, đang tô mấy cái bức tường vô làm tối ngày anh em à. Làm mà không có nghỉ trưa, trưa nhín thời gian ra quay video trả lời cho anh em xong xuôi rồi á, canh quay khúc khúc. Làm suốt rồi đổ mấy cái kia. Giờ thì ra tô, hồi sáng cũng tô vòng vòng đây. Mắc công chuyện lu bu nên tầm tầm cái chừng tôi canh cái chừng chắc cái chừng 3-4 giờ gì tôi vô tôi quay khoảng một vài phút nữa. Đó để cho anh em á, cái quan trọng là anh em xem cái hiệu suất của tấm pin điều hướng từng giờ thôi, chứ thay vì ví dụ như bây giờ tôi đo chỉ quay sáng một cái, trưa một cái, chiều một cái rồi ghép vô thành cái video là xong chứ gì. Nhưng mà không phải vậy đâu, tôi quay từng giờ một để cho anh em xem là cái hiệu suất pin điều hướng á, từ sáng sớm đến chiều tối là lúc nào cái hiệu suất pin nó cũng đều ra ngoài 300W trên 400W pin, đều ra từ sáng đến chiều, chứ không phải pin lắp cố định trên mái nhà. Sáng lên có một tí xíu à, có không có bao nhiêu hết, trưa đạt đỉnh có một chút xíu à, rồi từ từ hết điện. Nó còn cái pin điều hướng thì anh em thấy từ sáng sớm đến chiều tối, bởi chút quay vài tiếng hồ tôi quay, thì vài tiếng hồ tôi quay chút 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 vậy đó. Đó để cho anh em xem được là cái pin điều hướng cái sức nó đều như thế nào, đó rất là ổn định nha anh em. Rồi bây giờ á là 4:10 nha anh em, thì đây đây nè. Bây giờ cái hiệu suất anh em thấy không? Nó còn 300W, 310W đó anh em à, dòng nó đây. Đây là điện áp của tấm pin nha anh em. Đó thì từ sáng giờ cái tấm pin này nó tạo ra được 3.075W giờ rồi đó anh em. Đó thấy anh em thấy pin điều hướng khủng khiếp không? Còn riêng về cái hệ bên đây thì nó đã ói điện rồi. Nó đã no điện rồi, nó ói điện là cái dòng nó xuống quá rồi. Đây nè, cái điện áp tôi chọn sạc à, nó lên nè. Đó. Còn hệ bên đây thì đang đang chạy. Nếu mà tôi chuyển hệ đây thì áp nó nhảy lên liền đó. 4:10 rồi mà anh em thấy thời tiết nắng như vậy nè.
Anh em thấy mặt trời không? Đâu có miếng mây nào đâu. Ghê không? Nắng thiệt. Nắng như đổ lửa anh em à. Ở miền Nam á thì thường thường mùa này á nắng là nhiệt độ tăng cao lắm anh em à. Nắng đến khi là qua tới tháng 7, tháng 8, tháng 9 âm lịch đó nha anh em, chứ không phải dương dương thì nằm tới tháng 10, tháng 11 á. Thì lúc đó cái dạng như là bây giờ mùa xuân phải không? Qua mùa hè là nóng nực mùa xuân. Rồi qua mùa thu vẫn nóng nực. Rồi bước qua mùa đông á mới có tiết trời mát mẻ, lúc đó mặt trời đi về đường xích đạo à, thì nhiệt độ nó hạ thấp đi nhưng mà vẫn nắng. Ở đây á là mưa, mưa nắng, miền Nam mưa rào thôi anh em à. Đó, miền Nam chỉ mưa rào qua thôi. Mưa chỉ mưa nhằm khi 1-2 giờ ổng chuyển mây dông lên rồi ổng thổi ổng khang á anh em, mây bay hết, có mưa rất 1-2 hột thôi rồi nắng trở lại, nắng rất là nóng đó. Mùa mưa ở miền Nam là vậy. Thì để năm nay thì tôi làm video hàng ngày thì tôi ra tôi quay bầu trời cho anh em xem là mùa mưa như thế nào. Bây giờ là kém 5 phút nữa là 5 giờ chiều ở nha anh em. Thì anh em đây nè, thấy nè, đó, cái hiệu suất tấm pin nó còn trên 50% nha, tầm tầm gần 60%. Đó, gần 5 giờ chiều rồi anh em à. Đó thì từ sáng giờ đây nè, cái tấm pin nó đã tạo ra là 3.283 W rồi đó. Đây là điện áp của pin ha, đây là dòng của pin ha. Đó, hệ 12 thì đầy ối điện rồi nè. Nắng nè anh em, đó, nắng á, rọi vô tới mí nhà đó anh em. Tại vì chiều rồi đây nè, bóng nắng nè anh em. Đó anh em, trời đó. Bây giờ kém 15 phút nữa là 6 giờ tối rồi anh em à, mặt trời đã xuống chân trời rồi anh em à. Thì bây giờ đây nè anh em à. Đó, cái tấm pin bây giờ cái công suất đây anh em thấy còn dòng nó còn 2A ha, điện áp của pin 39 40V ha, đây còn 79W trên 405W pin đó anh em. Đó, còn pin hệ 12 thì bây giờ đi nè. Cái dòng nó 600W pin còn 7.3A nè anh em. Thì hồi sáng giờ nè anh em, cái tấm pin này nó đã tạo ra được là 3.436 W điện, gần 3,5 kg điện nha anh em. Cái tấm pin 405W điều hướng nha anh em. Đó, thì nếu cái con số này, cái con số mà gần 3,5 kg điện cho cái tấm pin tầm 405W điều hướng là cái con số rất tuyệt vời anh em. Bây giờ tối rồi nhưng mà anh em thấy cái công suất pin không? Đó, gần 6 giờ rồi anh em coi cái bóng nắng nè. Đó, cái bóng nắng nó rọi vô nhà tôi đó, ngay cái tủ lạnh đó, bóng nắng ngay ngay cái cửa này nè anh em. Đó, ngay cái cửa này mà nó rọi vô tới ngày đó là anh em biết đã chiều rồi đó anh em. Thì rồi cái video này tôi tổng kết lại để cho anh em xem qua và tham khảo. Đó, thì hôm nay là tôi đo cái công suất của tấm pin nha anh em. Đó, thì tất cả ở đây là cái đồng hồ này hiển thị nó báo là công suất tấm pin. Đây là báo điện áp của pin nè, 39V đó ha. Đây là cái dòng của tấm pin nè. Rồi, đây là công suất watt của tấm pin nè. Rồi đây cái số mà nó tạo ra nó lưu lại nguyên ngày nay nè anh em à. Đó, rồi như vậy nha anh em. Thì hôm nào á thì tôi sẽ làm một cái video cân đong đo đếm trước sạc bên hệ 600W pin điều hướng nha anh em, bên hệ 12V để cho anh em mình xem qua và tham khảo thôi. Đó, thì bây giờ đây nè anh em, để tôi ra ngoài cho anh em xem. Không còn nắng nữa, đã chiều gần 6 giờ rồi. Mặt trời anh em thấy không? Còn có một chút xíu nữa thôi, một tí nữa thôi, 1-2 phút nữa thôi là lặn. Mà anh em thấy hả? Còn ánh nắng là pin vẫn còn cái hiệu suất rất là tốt đối với cái pin điều hướng. Đó. Thì sáng thì tôi cho anh em coi sáng sớm tầm 6 giờ mấy, chưa được 7 giờ, anh em thấy cái hiệu suất pin nó đạt là trên 50% rồi. Còn bây giờ thì anh em thấy là 6 giờ chiều rồi. Mặt trời ở đó mà anh em thấy đó. Quá tuyệt vời đúng không anh em? Thì hôm nào á tôi sẽ lần lượt tiếp tục cân đong đo đếm thì như thế nào, thì anh em yêu cầu cái nào tôi sẽ làm cái đó cho anh em mình xem. Tôi chịu cực tôi làm. Đó, công việc tôi rất là bận rộn nên giờ này mà tôi còn màng hồ ở ngoài này. Nhưng mà tối rồi tôi phải tranh thủ vô để đựng tôi kết thúc video. Chứ không, nếu mà mặt trời lặn thì cái này nó không còn hiển thị nữa. Tại vì tôi cấp nguồn cái đồng hồ này từ cái điện áp của tấm pin xuống, không có liên quan bên ắc quy hết, tại vì đo công suất tấm pin. Tối rồi đó. Đó thì anh em thấy đây nè, mặt trời ha, sắp lặn rồi nhưng mà cái công suất còn vẫn còn là 670W giờ. Quá là tuyệt vời. Đó, gần 3,5 kg điện nha anh em. Tấm pin này nó tạo ra gần 3,5 kg điện. Đó. Rồi, như vậy nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video kế tiếp. Đó.